Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho tất cả những em chưa biết cách mà mình mắc thêm những chiếc loa TV vào hệ thống dàn karaoke hoặc hệ thống nghe nhạc của nhà quý vị và các bạn, mà để lấy lời ca, tăng lời ca mà sao cho trở kháng nó không tăng. Chứ bình thường những cái loa này mà anh em đấu vào trực tiếp vào dàn thì thứ nhất là nó bị cháy, thứ hai là nó bị tăng trở kháng. Sau đây thì em sẽ kiểm chứng trước, còn trước khi sau đó em sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị các bạn mình cách làm sao cho đúng nhất và hay nhất. Đây là chiếc loa em tiến hành em đo. Đây cái dây của nó, đây là loa dàn nên là cái nó có cái dây sẵn nhá, em không quay nữa. Chiếc loa Technic D5000 đang để nằm nó ra, nó cao quá nhìn nó không nhìn thấy. Em sẽ thành em đo để quý vị xem. Khi em đo thì các bác để ý là các cái đồng hồ nó sẽ báo đỏ này là tôi tín hiệu và đồng hồ số rất nhanh sẽ chạy. Cái dây em buộc đây là dây dương. Các bác nhìn đấy, để em quay kia, đây em tí em quay kia để em nhìn thấy. Đây em đo cho các bác xem, đó nó bắt đỏ và nó sẽ bắt đầu chạy xuống. Đấy đang dừng ở đây là con dừng ở con số 6 đúng không ạ? Là 6 ohm. Và tiếp tục em sẽ tiến hành em đo cái loa. Đây là cái loa TV Sony nỉ lồng vàng. Nó cũng là 6 ohm đúng không ạ? Và đây em sẽ đấu cái dây vào để em đấu vào nhau. Đấu hai cái thằng nha, đo em đo thông cho bác xem nha, đo thông cái dây ở cái này đó. Nói chung là nó đồng hồ, nếu cái đây đồng hồ rẻ tiền, đôi khi nó nhảy chậm 6-7 là bình thường. Và em sẽ quấn hai cái vào nhau này, để em đấu song song. Đấu song song thì trở kháng nó sẽ xuống là đương nhiên. Đó đang 6 đấu song song thì nó thành có 3, nó xuống 3 là chính xác nhất. Và bây giờ thì để mình đấu cách nào để mình đấu cho nó không bị tăng trở kháng thì các bác phải kiếm cho em một con tụ để mình cản nó lại sao cho nó hợp lý nhất. Ví dụ như anh em có thể xem cái bài em hướng dẫn cách chọn tụ ở đấy, nghe là chọn tụ 4,7 hay 6,8 hoặc 10 mi tùy các bác chọn. Vì sao là các bác muốn nhiều lời ít lời thì các bác phải có những cái nhất định của mình. Còn trong cái mức giữa là mình chọn tụ 6,8 là mức giữa nhé, mức giữa là 6,8. Và anh em có thể quấn vào cái dây dương hoặc anh em hàn, tùy anh em nhé. Nếu anh em có mỏ hàn thì hàn, mà không thì anh em có thể là quấn. Đấy tùy mọi người, có cái dụng cụ đâu làm đó. Đây bên em thì là bên thợ thì nó là chuyên nghiệp, những cái đồ nó rất là nhiều. Mỏ hàn mới là rất là nhiều. Và mình hàn vào bên dương, hoặc là quấn bằng dính cũng chặt cũng được, cái này không hàn cũng được, quấn cũng được, không quan trọng. Và sau đó anh em mình sẽ đấu cái âm vào cái âm. Bắt buộc anh em phải có tụ cản lại nhá, không là cái con này nó đi ngay đấy. Cái con nó TV là nó đi ngay. Nó TV anh em phải kiếm rất dễ ở các cửa hàng đồ cũ. Và đây em sẽ mời các bác xem kiểm chứng. Và mình sẽ đấu đây, dương đây, dương đây. Đó. Và em đo. Như vậy anh em xem là về 6 ohm, không tăng một tí ohm nào luôn. Mình làm như thế này thì nó sẽ đảm bảo được cho mình ở hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hệ thống dàn karaoke nhà mình hoặc dàn nghe nhạc nhà mình nó không bị tăng trở kháng, rất để cho giúp mình kiểm soát được cái vấn đề
của âm ly như mình, đánh bao nhiêu loa nó rất là dễ mà nó không bị nóng cái âm ly lên. Và hơn nữa, một cái thứ hai là mình ghép những con tụ này vào thì nó mới cản đi được cái tần số thấp như là các giải bát, nó loại đi hết thì nó không bị chết cái bát này, là một. Thứ hai nữa là nó không bị nhiều tiếng bát quá nó ồ ra ngoài. Dạ vâng, và hôm nay Huấn Audio có một chút cái thời gian rảnh thì em làm clip này để em hướng dẫn cho tất cả anh em chưa biết là cách để đấu mắc thêm những chiếc loa dàn, những loa TV vào dàn karaoke hoặc dàn nghe nhạc của mình mà sao cho nó không bị cháy, mà nó hay nhất mà lại không tăng trở kháng. Nếu anh em cảm thấy cái video của em nó hay, nó có ích, anh em hãy cho em xin một đăng ký kênh và một like chia sẻ cái video này để cho nhiều người được biết về cái video này hơn. Anh em hãy theo dõi kênh Huấn Audio vì bên em có những rất nhiều cái bài hướng dẫn và những cái bài test nhạc trung thực nhất để đến tất cả quý vị các bạn. Và xin chào các bác và cả hẹn các bác ở một cái video sớm nhất của bên em.